Chào lọ lẹo, chào lọ. Chào khán giả đi. Chào khán giả chứ, chào đàng hoàng chứ. Ta đang coi bánh nè. Chào khán giả đi. Không chịu chào, mấy bà này không chịu chào. Ngày hội bánh trưng xanh. Đi thuốc cuối xong rồi, giờ hai thằng ngồi uống nước nha. Khát nước quá rồi. Tay la luôn lọ. Em ơi, mới tập quay xa xa cười. Bunga elai lui en nai. Đang quay bánh. Cố gắng làm cả hàng là rất được ạ. Cái này là phải lót nhiều hơn nhá. Cố gắng lót để cho nó bục góc ra. Để tối cho mình cẩn thận một chút. Thank you.
thành quà của mọi người nha. Đây, tuyệt phẩm. Đây, người đẹp đây. Người đẹp đây. Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra chào mọi người đi. Đây là anh hùng của chúng ta. Đây là bếp của chúng ta. Đầu bếp chuyên làm thịt. Đây chị đang coi bánh nha. Giờ mình sẽ quay cho các bạn. Giờ xếp lá nha. Bị coi bánh nè. Thấy chị làm rất là đẹp nên mình quay cho mọi người cùng xem. Ai chưa biết nhớ học hỏi nha. Dài quá thì cắt bớt. Cắt hai đầu luôn nha. Rồi. Xong rồi. Rất là đẹp. Đây nấu cháo nha, nồi cháo. Đây bố vợ của mình. Nghệ sĩ ưu tú. Ăn biếu không? Giờ gọi sắp xong rồi. Để thôn trưởng đang bỏ mấy cái bánh trưng. Đãi cơm rồi mọi người ăn cháo, ăn cháo nha. Mọi người mở miệng nha. Do you hear me? Do you hear me?
làm ngon nghe này nhá. Làm ta lại nỉnh đó. Ai đây mình liền chỉ khóa cái. Lấy quài cho thế và lấy quài cái nà. Con này thế này. Giờ chuẩn bị nấu để mai nồi đây. Thằng A nhắc chưa không? Vâng chưa anh em cùng chửi. Thức trắng đêm giờ làm nóng nha. Món đặc sản, đặc sản Tây Nguyên. Không, đặc sản của thôn Đặc Sút thôi, có Tây Nguyên rồi. Tây Nguyên nói chung, Đặc Sút nói riêng. Đây là mái nồi bắn trưng bắn tét của thôn mình nha. Đây, 1, 2, 3, 3 nồi bắn trưng, 4 nồi bắn tét. Đây, nó từ 2 giờ chiều á. Bây giờ cũng 7:30 rồi, chưa chín nha. Các cô gái đang đợi bánh tét chín nha mọi người. Có ngày hôm nay bây giờ là 10 giờ rồi nha, gần 11 giờ rồi. Các cô gái cùng vợ của chúng ta đang xếp bánh.